Trong khi đó, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh và học sinh trước đại dịch, nhiều trường đại học đã quyết định hỗ trợ một phần học phí đối với tất cả sinh viên, trong đó năm học 2021-2022. Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi gói hỗ trợ hơn 30,6 tỷ đồng cho các quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên của trường. Bên cạnh đó, tất cả sinh viên sẽ được giảm 5% học phí của học kỳ 1 trong năm học sắp đến. Tổng chi phí dành cho việc hỗ trợ giảm học phí đối với sinh viên trong đợt này là khoảng 10 tỷ đồng. Nhà trường giảm 5% học phí cho tất cả sinh viên đang học tập tại trường trong học kỳ 1 năm học 2021-2022. Riêng đối với khóa mới tuyển sinh năm học 2021, nhà trường vẫn giữ nguyên mức học phí để giúp cho các em thí sinh an tâm nhập học. Mức hỗ trợ giảm học phí này khoảng hơn 10 tỷ đồng. Chính sách học bổng miễn giảm học phí nhằm chia sẻ những khó khăn đối với sinh viên để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã quyết định lập quỹ với tổng số tiền lên đến 60 tỷ đồng. Trong đó, quỹ hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và giỏi là 35 tỷ đồng, còn hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là 25 tỷ đồng. Trong danh sách này còn có Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với quyết định hỗ trợ 391 sinh viên đang khó khăn ở trọ trên địa bàn thành phố với mức 1,5 triệu đồng cho mỗi sinh viên. Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ đợt 1 cho hơn 80 sinh viên thuộc diện bị cách ly do dịch Covid-19 theo hình thức chuyển khoản trực tiếp. Ngoài ra, nhiều trường đại học cũng có đa dạng hình thức hỗ trợ khác như gửi tặng thực phẩm gồm rau xanh, mì gói, gạo, sữa giúp cải thiện bữa ăn cho sinh viên đang ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.